ទេសនីយជនជាទីគោរពសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានបន្តអំពាវនាវដល់ម្ចាស់ផ្ទះជួលកុំដំឡើងថ្លៃផ្ទះក្នុងពេលកម្មកកកម្មការិនីដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលខណៈការអំពាវនាវរបស់សម្តេចតេជោដោយសារតែកន្លងទៅនៅពេលដែលមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មកកនិងវិស័យកាត់ដេរម្ចាស់ផ្ទះជួលមួយចំនួនតែងតែឆ្លៀតឱកាសក្នុងការដំឡើងថ្លៃដែរ សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2023បានបន្តអំពាវនាវដល់ម្ចាស់ផ្ទះជួលកុំដំឡើងថ្លៃផ្ទះក្នុងពេលដែលកម្មកកកម្មការិនីដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនអំពាវនាវបែបនេះក្នុងឱកាសសម្ដេចបន្តចុះជួបកម្មកកកម្មការិនីជិត2ម៉ឺននាក់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ការអំពាវនាវរបស់សម្តេចតេជោដោយសារតែកន្លងទៅពេលដែលម
đách ban thả lãnh bình chạy thả. Còn một tay khi ông đơn tay bật to ca phía bình điên, còn ai miên ca tầm lãng thả lãnh tiên. Còn ông phê sật than ở phía đầy dương tầm lãng prạng bí vọt, bàn tách tui. Do ban tích bật xa chiêng, do ạt bàn. Xong ai, nơi tay bật to phía bình điên, pro ca bị môn luôn. Cảm bà có lãng đọc đô la, mà chạp tiếc, lãng phèn đọc. Chúng ta mới lãng toàn lãng xuống. Còn cái tăng thì phê để dưỡng ở phía bình điên rung vào. Miên ca dục dưỡng phim mà chạp tiếc, xong nạ. Đẹp ra là ca ai phù vui. Lãng tức lãng phương của trang ban hạt ở vọt. Lỡ bà xa, lỡ bà xa. Sầm đách ban có xung quá tha chắp tăng phí sầm đách ban ông phí vườn yêu mốc mà chắp tè chú mùi chùm nuôn miên ca dục dùl mình đầm lăng thả lại chú đò ca mà có nụ tí. Đại bà đò là ảo ca, ảo ca mà có ca mà ca rà ní nơi xóa prạ sầm rùng. Khả nạ thả lại tắc thả lại phương có trời rị rò tha bị bá ban ạ nụ vật lỡ bà xa phong đài. Sông chùm rịp phong đài tha sầm rạp prạ chinu ạ bạ bà rà má rà bò ca mà có nè dù chất khả nông vi sai vi yên ạ phó ăn cắt đê sầm lệ bòm pẹ sầm bày chương nâng cả bộ th ក្នុងមួយខែ